Bạn đã bao giờ từng hỏi năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi bạn sẽ như thế nào hay chưa? Cuộc đời con người ta trải qua những cột mốc mà tại thời điểm đó bạn như trở thành một con người khác. Người ta hay nói phụ nữ 30 đã bước sang độ chín, họ không còn mộng mơ mà thay vào đó là những suy nghĩ khác biệt hơn, chín chắn hơn, bớt trông tranh hơn. Nhưng không chỉ khi 30 mà khi 40, 50, 60 tuổi, ở mỗi một cột mốc bạn nhất định phải ghi nhớ những điều này để cuộc sống được viên mãn. Quý anh chị, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. 1. 30 tuổi. Ở tuổi 30, thứ đàn bà cần đó là lập thân, lập nghiệp, lập gia đình. Ở tuổi này, điều đầu tiên bạn cần phải ổn định bản thân. Hãy trưởng thành trong suy nghĩ và phải biết rằng tự mình đứng trên đôi chân của chính mình, độc lập mới mong có được sự tôn trọng từ người khác. Đừng bao giờ sống trong suy nghĩ chờ đợi vận may, chờ đợi một người nào đó sẽ đến, bởi sẽ chẳng có phép màu nào ngoài sự nỗ lực của chính bản thân bạn. Tiếp đó chính là sự nghiệp, việc tiếp đến là lập gia đình. Đừng trì hoãn thêm nữa việc lấy chồng, sinh con, bởi bạn sẽ thấy một gia đình nhỏ với tiếng cười thơ trẻ thực sự có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của bạn. Khi có chồng, có con bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Phụ nữ ở độ tuổi này không còn nông nổi để thích làm gì thì có thể làm. Bạn nên có một công việc mình yêu thích và ổn định với công việc đó. Công việc đó ít nhiều cũng sẽ nuôi sống bạn. Tuổi dù cho sự nghiệp có thể không mấy rực rỡ, nhưng chỉ cần bạn chăm chỉ, chuyên tâm với công việc mà mình muốn thì đều đáng trân trọng. 2. Tuổi 40. Ở vào tuổi này, phụ nữ đã đủ trải đời, đủ kinh nghiệm sống cho riêng mình. Lúc này, thứ bạn cần đó chính là trân trọng bản thân, thực hiện những điều mình vẫn đang ấp ủ. Đừng ngại thay đổi, bởi cái gì cũng có giá của nó. Vấp ngã mới có được thành công. Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng bạn còn có một gia đình nhỏ, bạn vẫn nên hoàn thành thiên chức làm mẹ, làm vợ và còn hiếu thuận với cha mẹ nữa. 3. Tuổi 50. Ở tuổi 50, phụ nữ nên hiểu rõ vị trí của mình. Nếu như đã trông chênh ở tuổi 30, tìm ra điều mình yêu thích và muốn đạt được ở tuổi 40, thì đến tuổi 50 chính là lúc ổn định, bình yên nhất. Bạn nên thấy tự hào về những gì mà bạn đang có. Đừng oán trách nếu như bạn chưa thực hiện được một số dự định trong đời. Hãy ngừng sân si, thù hằn. Hãy rũ bỏ những điều khiến cho bạn buồn bã và bao dung với mọi thứ. 4. Tuổi 60. Khi ở ngưỡng 60 đã đủ thấu hiểu chuyện đời, chuyện danh lợi và sinh mệnh. Đời người phụ nữ có 4 cột mốc. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng cần phải hiểu rõ mình cần gì, ở thời điểm nào để cuộc sống được vẹn tròn, hạnh phúc, tâm tư ngày càng bình yên. Thì những hạnh phúc, tổn thương, đau khổ cũng đã đều nếm trải qua cả. Thứ cần nhất vào lúc này không phải sự nghiệp, tiền bạc mà là sức khỏe và được vui vầy bên con cháu. Cuộc đời con người chính là phép toán 3 cộng 7 bằng 0. Lĩnh ngộ được, dẫu trời có gió to bão lớn, ta vẫn sẽ làm chủ bánh lái cuộc đời, vững bước đến với tương lai. Cũng giống như nấu cháo 3 phần gạo, 7 phần nước, uống rượu 3 phần say, 7 phần tỉnh. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Trạng thái tuyệt vời nhất của nhân sinh chính là mọi thứ vừa đủ. Thế nên, nếu dùng một phép tính để bao quát lại cuộc đời mỗi người, thì 3 cộng 7 bằng 0 là chuẩn nhất. 3 phần ngốc nghếch, 7 phần tỉnh táo. Trong Đông Phương Sóc Truyện có câu: nước trong quá thì không có cá, người suy xét quá thì không có tri âm. Trong cuộc sống, chúng ta nên có 7 phần tỉnh táo, nhưng cũng nên để 3 phần hồ đồ. 7 phần tỉnh táo để sinh tồn, 3 phần hồ đồ để bảo vệ chính mình khỏi những rắc rối. Có một câu chuyện như thế này. Có một vị khách đi thuyền qua sông. Vị khách này dùng một chiếc cốc màu vàng để uống rượu.
Thế nhưng người chèo thuyền tưởng đó là chiếc cốc bằng vàng nên nảy sinh ý đồ xấu, muốn lấy cắp chiếc cốc. Tuy nhiên đó chỉ là một chiếc cốc làm bằng đồng thau, không đáng bao nhiêu tiền. Ánh mắt người chèo thuyền đã lộ rõ ý đồ xấu xa. Vị khách kia cũng đã hiểu rõ ham muốn của người chèo thuyền thông qua ánh mắt của hắn. Thuyền lắc lư, vị khách cố tình làm rơi chiếc cốc xuống nước. Người chèo thuyền thấy thế liền tiếc hủi hụi. Lúc này vị khách chậm rãi nói, chỉ là chiếc cốc đồng, không có gì phải lấy làm tiếc. Nghe vậy, người chèo thuyền cũng chạnh lòng, hắn tiễn khách sang bờ bên kia an toàn. Vị khách biết rõ ý đồ của người chèo thuyền, nhưng ngài không để lộ tâm tư. Nếu vị khách vạch trần người chèo thuyền, hắn có thể xấu hổ và tức giận. Thế nhưng vị khách lại chọn cách giả vờ ngốc nghếch và nói ra sự thật một cách vô ý. Điều này không chỉ dẹp tan lòng tham của người chèo thuyền mà còn giữ được mạng sống của ngài. Sự khôn ngoan của một con người nằm ở sự minh bạch trong trái tim. Nhưng họ hiểu được lúc nào nên giả khờ để giấu trái tim minh mẫn của mình. Hãy nhớ, đôi khi bạn nhìn thấu hết sự việc nhưng đừng nói ra hết. Có một số chuyện giữ cho mình 3 phần hồ đồ thì vẫn hơn. Làm người ngốc nghếch 3 phần để nhìn thấu nhiều việc và tỉnh táo 7 phần để biết rõ những thứ quan trọng trong cuộc sống. 3 phần cho đi, 7 phần nhận lại. Dám cho đi nhiều, nhận lại cũng nhiều. Cho đi ít, nhận lại cũng ít. Không chịu cho đi thì chắc chắn không nhận lại được gì. Phàm là chuyện trên đời, có mất thì sẽ có được. Mất mát, cho đi không hẳn là chuyện xấu. Mất chính là nhân, được chính là quả. Cái gì cũng không muốn mất thì làm sao thu được quả ngọt. Vào đời Tống Nhân Tông, năm thứ 5, Phạm Trọng Yêm bị đẩy đi Đặng Châu vì chủ trương cải cách. Sau khi chịu những trận đòn không thương tiếc về mặt chính trị, ông không trở nên tiêu cực, không cuốn theo chiều gió, càng không kết bè phái với những thế lực xấu xa. Thay vào đó, ông lại ngân vang câu hát: thiên hạ sầu, ta cũng sầu, thiên hạ vui, ta vui lây. Cũng như câu nói, mất mặt này, được mặt kia. Đôi khi, nếu biết từ bỏ đúng lúc, bạn sẽ nhận được những điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng. Cho đi và nhận lại luôn song hành với nhau. Không bao giờ có chuyện chỉ có cho đi mà không có nhận lại. Cũng sẽ không có chuyện chỉ có nhận mà không biết cho. Cho đi đúng lúc, bạn sẽ nhận lại được niềm vui trong tâm hồn. 3 phần kỳ vọng, 7 phần buông xuôi. Nhà văn Mã Đức Tăng, Trung Quốc đã từng viết thế này: tôi dần hiểu tại sao mình không vui, vì tôi luôn kỳ vọng vào kết quả. Khi đọc một cuốn sách, tôi mong đó sẽ là một cuốn sách khiến cho tôi cảm động. Mới chạy bộ được một lúc, tôi đã kỳ vọng rằng bản thân sẽ giảm cân thành công. Khi gửi tin nhắn, tôi luôn mong đợi đối phương sẽ trả lời. Khi tôi đối xử tốt với người khác, tôi kỳ vọng rằng họ cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Nếu những kỳ vọng này trở thành sự thật, tôi thường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu chúng không như những gì tôi mong đợi, tôi sẽ tự oán trách bản thân. Trong cuộc sống, chúng ta thường đặt kỳ vọng rất lớn vào một công việc nào đó. Nếu việc đó mang lại kết quả không như những gì mà ta mong đợi, thì ta sẽ trở nên chán nản, phiền muộn. Chúng ta chỉ nên kỳ vọng một phần để chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc. Nếu chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào mọi thứ, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của mình. Nếu chúng ta hạ thấp kỳ vọng xuống và học cách buông xuôi, chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc ngay cả khi kết quả mang lại không như những gì ta muốn. 3 phần cho đi, 7 phần nhận được, ta sẽ có niềm vui và tình yêu trong tâm hồn. 3 phần ngốc nghếch, 7 phần tỉnh táo, ta mới có thể nhìn thấu hồng trần, tu dưỡng bản thân. 3 phần kỳ vọng, 7 phần buông xuôi, ta sẽ tìm được chốn bình yên trong tâm hồn. Nếu có thể dùng thước để đo lấy nhân sinh, thì tỷ lệ 3 cộng 7 là thích hợp hơn cả. Không thừa, không thiếu, tất cả đều vừa đủ. Mọi thứ đều trở về con số 0. Số 0 cũng là sự trọn vẹn của cuộc sống. Đời người chính là một vòng tròn. Dù bạn sống như thế nào, tất cả đều sẽ trở về vạch xuất phát. Thế nên, thiên cơ cả đời người chỉ gói gọn trong phép tính 3 cộng 7 bằng 0.
đó chính là triết lý về sự tuần hoàn của nhân sinh. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.